Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm gửi tới tất cả các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì sau cái video này thì tí mình nữa mình sẽ đến đêm khoảng 11 giờ đêm thì chúng ta sẽ cùng nhau lớp học YouTube cùng nhau với nhau nhá. Rồi thì bây giờ đang là 8 giờ thì khoảng 11 giờ sau khoảng 3 tiếng nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau vào lớp học YouTube. Cách phân biệt và cách tạo dựng YouTube từ những bước khởi đầu và cách làm kênh Facebook fanpage nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng làm nhé. Ok, và Facebook của mình đó là Phùng Đức, hiện tại đang có 2.229 người theo dõi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và đó là logo của mình. Và sau này thì logo của mình nó sẽ là cái logo vậy, sẽ là logo đẹp hơn, sẽ là logo như vậy. Đó, logo như này. Và mấy nữa mình sẽ lấy logo đội hình lá này. Đó, đó là logo kể cả hộp sau một tuần nữa, bắt đầu từ thứ hai tuần sau khi mà các bạn nhận hàng thì nó sẽ là hộp như vậy. Đó, địa chỉ logo rõ ràng như vậy. Đó. Và sẽ có cả chữ ký mình trên hộp này nữa. Ok các bạn. Rồi để cho các bạn không phải chờ đợi lâu, chúng ta bắt đầu vào video nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình có rất là nhiều máy. Và mình cũng không hiểu tại sao thì ngày hôm nay vui quá hay sao có 3 hàng cốt về. Không biết là đơn hàng gì. Các bạn đặt hàng nhưng mà các bạn không lấy, nhưng không sao hết. Thì các bạn không lấy thì lại có người khác lấy thôi. Mình không như người khác. Người khác mình nhận hàng không nhận hàng là có thể xù lông lại ngay. Nhưng mà mình không xù lông. Xù lông làm gì đâu. Chẳng qua là chúng ta chưa có duyên để bán hàng với nhau thôi. Một bạn nào Việt Hùng ở Đông Anh này. Ok, sạc này, sạc củ này, củ 2A sạc nhanh này. Chiếc này không biết là chiếc máy gì đây. Wow, xem nào. Mình không nhớ không nhầm chiếc này là chiếc Huawei thì phải. Mình chưa mở ra hết đâu. Rồi, chiếc đầu tiên. Wow, Huawei Nova 3i đẹp keng như vậy mà bán cho bạn 2.3 triệu mà bạn chê không lấy này. Wow, mình thấy nản bạn này, hơi bị buồn rồi nhá. Con này ra 4 bộ nhớ 128, bạn này không lấy. Hôm nay mình live video mình bán hẳn 2.6 triệu cho bạn này xem. 2.5 triệu không mua, bây giờ mình bán live video bán hẳn 2.6 triệu nhá. Không phải là không lấy mà mình bán rẻ đâu nhá. Đây, bạn này ở Đông Anh, Hà Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Xem nào. Bạn này mua Huawei Nova 3i ở trung học cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Rồi ok, chúng ta không bóc phốt nhau. Kể cả số điện thoại đuôi này thì cũng không thể biết được đúng không ạ? Đã lên đơn rồi, đấy. Rồi, mua Huawei Nova 3i. Máy đẹp keng anh em. Như này mà bạn không mua thì thôi. Thế đành chịu rồi, giới thiệu về điện thoại. Huawei Nova 3i đây anh em ơi. Ra 4 bộ nhớ 128, chiếc này hôm nay bán, hôm trước bán sale bán 2.5 triệu không mua, hôm nay bán hẳn 2.6 triệu nữa các bạn xem. Không phải là mình đắt hay rẻ nhưng mà giá của nó lúc mình bán rẻ các bạn không mua thì hôm nay mình bán đắt. Số 01 là 2.6 triệu. 01 là 2.6 triệu nha. Rồi, sạc của nó đây, mình cho các bạn đây, rất là tử tế. Sạc này là sạc chuẩn của nó nhá. Mình có thể đóng nhầm sạc. Đây, sạc Samsung đóng nhầm sạc thôi. Nhưng mà củ này là củ 2A. 2A chuẩn của Samsung ấy. Củ tia sét sạc nhanh, ok. Rồi, số 01 là 2.6 triệu. Số 2 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung này là Samsung A8216, máy RAM cấu hình rất là cao nhá. A8216. Rồi, A8216 mình cũng đã được gửi hàng đi rồi, hôm nay lại đóng về một cây nữa. Ngày hôm nay ngày gì, mưa gió bão bùng không biết. A8216. Ơi, màn là màn AMOLED chuẩn nhá, K16M, RAM là 4GB và bộ nhớ là 32.
RAM 4GB và bộ nhớ 32 nhé, để yên xem nào. Thông tin bộ nhớ đi, ra bộ nhớ thì ra ngay máy. Thiết bị của bộ nhớ đây. Bộ nhớ à, chiếc này là RAM 3GB bộ nhớ 32. Chiếc này là RAM 3GB bộ nhớ 32 nhá, bán cho các bạn với giá là 2.400k. Nó khỏe hơn chiếc Z7 Pro rất là nhiều. Ok mọi người. 2.400k. Số 02 nhá. Đây có một bạn nào gọi, mình xin phép tắt máy. 02. 02 giá 2.400k, máy đẹp kem. Số 03 trong video ngày hôm nay. À quên mất, vẫn chưa mở cái đống này là cái gì đây. Rồi, bạn này là ở đã cọc rồi này. À năm 2020 à. À. Cọc mà không lấy á. Tận Bình Phước cơ. Đó. Đây nhá, mình đóng này. Mình đóng hàng rất là chuẩn này, dây sạc này. Củ sạc này, đó. Đó, dây sạc toàn củ tia chớp set zin của Samsung nhá. Tất cả mình nói luôn các dây sạc phụ kiện linh kiện cho các bạn nghe này. Tất cả main nhìn bên ngoài là nó chỉ là Samsung hoặc iPhone hoặc là gì thôi, còn tất cả các chip trong nó hầu như là giống nhau hết. Đó, mong các bạn thông cảm, gần giống nhau hết. Còn mình cho các bạn sạc 2A dùng nó rất là bền rồi. Đây. Mình xin phép nó vứt ra đằng sau này. 2020 à, đẹp càng. Đẹp càng. Chiếc này mình bán ra 2.700.000. Đó, máy đẹp càng luôn. Chiếc hôm nay lại quay lại bán 2.700.000 tiếp. Số 03 2.700.000. Ai lấy gì chốt inbox mình nhá. Số 03. Số 03 2.700.000 nhá. RAM 3 bộ nhớ 64 nhá. Chiếc này là RAM 3 bộ nhớ 64 nhá. Oppo A5 2020 nhá. Xin lỗi mọi người. RAM 3 bộ nhớ 64. A5 2020. Đây để mình bóc ra cho các bạn xem. A5 2020 nhá. RAM chip cấu hình rất là khủng nhá. A5 2020 giá 2.700.000. Máy đẹp keng nhá. Máy đẹp keng nhé mọi người nhé. Rồi, chiếc tiếp theo. Nữa chẳng biết là bạn này là bạn nào. Rồi, mình không phân mua đâu. Ai mua thì là cái duyên, mà không mua thì thôi thoải mái, không có gì hết. Cãi nhau làm gì đó cho mất thời gian đúng không? Thời gian mà đi ghét hoặc bóc phốt một cái bạn nào đó thì mình tự đi kiếm tiền hoặc là tự mình học đọc một cuốn sách. Đời nó thảnh thơi hơn rất là nhiều. Chúng ta không nên cãi nhau hoặc không nên ghét bỏ ai. Đó. Sạc này, sạc iPhone mình rất là đóng rất là tử tế. Đó, mới tinh. Đây, mình vứt ra đằng sau nhá. Mình xin phép mình vứt ra đằng sau. Chiếc này là chiếc gì đây? À, 6S. Đó. 6S này. Ok. À, chiếc này lại à. Chiếc này lại bách quay về à? Thôi, mình xin phép là mình sẽ gửi lại. Chiếc này đấy, đẹp như vậy. Bạn không lấy. Chiếc này là bản 32GB. Đấy, đẹp như vậy cơ mà. Xứt một tí mét này thôi. Giá 2.500.000. Đó, 64GB 2.500.000 bản DA. Ok. Chiếc này sẽ bán cho bạn với giá là số 03204 đây đây. Với mình là không nên bóc phốt bất kỳ một ai nhá. Ai mua cũng là một cái duyên, và không mua là cũng chẳng có vấn đề gì hết. Số 04. Giá là 2.550.000. Số 042550. Rồi, bây giờ mình bỏ hết cái chỗ này ra, toàn dư ra để chơi vào điều mới mẻ trong ngày hôm nay. Toàn chơi máy keng keng keng. Wow. Rồi, là nhanh nhá, hôm nay không sẽ không đi chậm đâu. Mình mới về, iPhone
X này nhá, X64GB bản Mỹ, tất cả Mỹ, zin phẩy hoặc là có những chiếc nó hơi bị sứt sứt một tí ở đây, đều mình là xả hàng bán cho các bạn với giá là 6.900.000, 6.900.000 nhá, men zin màn zin nhá. Ok, không phải là hàng dựng, không phải là hàng OLED hay là màn tàu hay là màn gì hay là màn linh kiện, tất cả đều là màn zin nhá. Ok các bạn, 6.900.000 màn zin nhá, không phải màn lô nước gì nhá. Ok mọi người, được chưa? Men chưa qua sửa chữa. Ok, chứ còn nếu mà các bạn mua ở ngoài 5.500.000, 6.000.000 toàn là đồ sửa chữa thôi, mình không chơi cái đồ đấy. Đây, ok mọi người, iPhone X này, đây mình test cho các bạn một chiếc để cho các bạn xem. Đấy, toàn 64GB nhá, mềm này. Còn các bạn bấm vào đây xem hộ mình. Đó, mình xin phép nhá. Đấy, mình thì hôm nay nóng quá, cởi trần. Wow, đấy, nó sẽ mất này. Ok mọi người, thôi nó không định vị được khuôn mặt đâu, còn full tất cả chức năng nghe gọi rất là ok. Ok mọi người, thì sao lắp thử cái sim vào đây xem nào. Cái sim này là sim nào đây? Sim sóng rất là căng nhá, tình trạng pin này. Pin 85% nhá. Bây giờ máy lên đời cao thì các bạn không có nhập danh bạ trong sim đâu. Các bạn may quá, số điện thoại ông anh mình đây không, tí nữa đêm nay mất ngủ anh em. Đây nhá, bạn gái nào chưa có, bạn gái nào mà chưa có nghĩ chưa có người yêu, các bạn có thể inbox vào số này. Đâu nhỉ, chói trang quá nhỉ, thôi đọc số luôn đi. Rồi thôi, mình để mình đọc số đi. 0303635571. Ok. Rồi. Thì đây là một chiếc iPhone X đây. Ngày hôm nay like nó hơi chói. Ok, X nhá. 5 chiếc iPhone X này của mình ngày hôm nay tới đều là hàng zin phẩy hoàng nhỡ. Mất fake ID. Rồi, mình xin phép đánh dấu. Đó là từ số 1 này. Số này là số 24 rồi. Số 41, đây số 5, tất cả số 5. Mình sẽ đánh dấu vào đây những cái mà trùng mã thì mình sẽ không đánh lên, mà có nghĩa là đánh 51, 52, 53, 54 ấy, đúng không? Số này là 51 này. 52 này. 5.1 này, 5.2 này. 5.3 này. 5.4 này và 5.5 này, thì tất cả này mình đồng giá bán cho các bạn với giá là 6.900.000. Nhé, ai mua thì bảo mình nhé. Tất cả đều là 6.900.000 nhé. Ok, tất cả năm nay chiếc này đều là 51, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 là 6.900.000. Ok, cảm ơn mọi người. Và tất cả máy mình bày ở đây, mình cũng sẽ không like, thể like đủ hết thời gian, mình chỉ like tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi. Ai mua được nhanh thì nhanh nhá.
Rồi, chiếc tiếp theo rẻ trong ngày hôm nay đó là chiếc Vivo. Chiếc Vivo i55. Chiếc này là Vivo i55 số 606. Vivo i55. Chiếc này bán các bạn với giá là giá bao nhiêu đây? RAM 2. Nhớ bao nhiêu không biết. 16 hay sao ạ? Bán các bạn với giá là 1.300.000. Vivo i55 giá 1.300.000 nhá. Ok mọi người. Vivo i55 giá 1.300.000, máy zin phẩy nhá. Máy zin màn zin nhá. Ok. Vivo i55 06 giá 1.300.000. Số 07 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 7 flute đây. Chiếc này hay ho đây. 7 flute 128GB. 7 flute 128GB nhá. Bản VN Việt Nam bán cho các bạn với giá là 5 triệu 500k nhá. 7 flute vỏ VN vỏ hơi xấu. Nhầm, sorry, 5.700.000. Quên mất. Vỏ nhỡ số 07 giá 5.700.000. VN nhá, bản VN nhá. Benzin đẹp nha. Benzin mà zin. Vỏ hơi chảy một tí ở đây. Do người dùng. Còn bạn nào đấy, vỏ chảy đây nó bạc bạc trắng đây. Còn bạn nào muốn thực tế thì cứ qua cửa hàng. Lưng thì hơi mốc một xíu. Bạn nào muốn thực tế thì cứ qua cửa hàng test máy lấy luôn nhé. 5.700.000. 5.700.000 là số 07. Số 08 trong video ngày hôm nay đó lại là một chiếc iPhone 7 Plus nữa. 7 Plus không cam. 7 Plus không cam cả chung. Giới thiệu bán cho các bạn với giá là 4 triệu. 7 Plus không cam bán cho các bạn với giá là 3.500.000. 7 Plus không cam là 3.500.000. Số 08 là 3.500.000. Không cam là 3.500.000 nhé. Vỏ xấu nhé. Vỏ xấu nhá, đây. Chợt đây. Chợt đây. Vỏ xấu nhá, vỏ xấu 3.500.000. Quốc tế nha, quốc tế nha. Số 08 3.500.000. Tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung S7e của Hàn Quốc. Máy này benzin màn zin vỡ mỗi nắp lưng này thôi. Màn đẹp keng nhá, bán đây các bạn nhìn này. Đấy. Màn đẹp keng luôn. Rồi ok, màn đẹp keng, vỡ mũi lưng thôi, vỏ cũng đẹp keng, viền đẹp keng. Chiếc này chỉ vỡ mũi lưng thôi, mình bán cho các bạn với giá là 2.500.000. Số 9 à. Số 09 2.500.000. Ok, số 09 2.500.000. Số 09 2.500.000 nhé. Rồi ok. Đó là số 09. Số 010 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung Z8 Plus, máy đẹp 98%. Bán cho bạn với giá là 2.300.000. Số 10. 2.200.000. Số 10 trong video ngày hôm nay là 2.200.000. Chiếc này là RAM cũng cấu hình cũng hơi khủng đấy. Đây Z8 Plus 2.200.000. Nói đến Z8 Plus hơi buồn, ngày xưa bán cho thằng bạn. Ông anh của thằng bạn 4 triệu giờ vẫn là chưa đòi được nợ. Nhục.
Ok mọi người, 3.200.000, à 2.200.000, số 10, số 11 trong video ngày hôm nay. Thì mọi người thích chốt con nào thì inbox cho mình nhé. 6 flute trong ngày hôm nay đồng giá, hôm nay là lên còn có 3 cây này thôi, 4 cây này thôi, 2, 4, 5 cây, 5 cây, 5 cây zin phải đẹp, đồng giá hôm nay sẽ là đồng giá tất nhá. Đồng giá in vậy đẹp. Đấy, màn đẹp nhá. Sau S Flut. Sau S Flut 32 GB. Đồng giá để cho tất cả các bạn máy đẹp. Đó. Rất là ánh sáng, không hiểu sao kéo ra đây tự tối nhá, hát hát lại thì lại rất sáng nhá, các bạn nhìn này. Rồi ok, S Flute đồng giá ngày hôm nay là giá 3.700.000. Số 11 đồng giá là 3.700.000. Ok mọi người, số 12 trong video ngày hôm nay đó là 8 Flute, 8 Flute, máy đẹp keng 99% nhá, màu đen nhá. Sẽ bán cho các bạn với giá là 7.800.000. Số 12. Số 12 là 7.800.000 nhá. Ok. Dũng ơi, con XN Max em vẫn để dưới nhà đúng không? Dũng ơi. Hả? Ok, để xem nào. Đó. Số 12 7.800.000. Số 13. Wow. Hôm nay số 13 hôm nay có hai con Oppo, con này Oppo A9 2018 và một con Oppo A5 2017. Một con là RAM 8 và một con RAM 4 64 GB. Con này là 2.700.000 này. Giống hệt nhau nhỉ? A5 với A9. A5 A9 giống hệt nhau nhỉ? 2.700.000. Số 013. Số 14 là về 4 triệu đồng. Số 27 là, số 13 là 2.700.000, số 14 là 4 triệu đồng. Máy đẹp keng nha, đẹp chất nha, không cần phải bàn nhiều. Ok mọi người. Rồi. Và còn một số Samsung Z6, Oppo iPhone 7 Flute. Đây còn một chiếc này đi. Quay nhiều mãi các bạn có khi lại hơi chán chán mắt. Rồi. Chiếc này là chiếc iPad. iPad Gen. iPad Gen 5. Máy đẹp. Vỏ hơi xấu. Thì vân tay đầy đủ luôn. Thì chiếc này chơi game thoải mái. Chiếc này dung lượng chơi game rất là nhiều nhá. Đó, rất là game rất là nhiều nhá. Foxy BOBG Coloring cuốn sách màu. Thì chiếc này mình đang bán cho các bạn với giá. Thử chơi game phát nào. Chiếc này thì mình bán cho các bạn. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng. Ai lấy thì inbox cho mình nhá. Số 10. 5. Số 15 hay 16 biết đấy. Số cứ 15 đi. 15 là 3 triệu đồng iPad. Số 15 3 triệu đồng nhá, iPad nhá. Gen. Ok, alo ạ. Alo. Đó, chiếc iPad này số 15. Giá là 3 triệu đồng. Chiếc cuối, chiếc cùng trong video ngày hôm nay. Nói cuối như đây. Chiếc này là chiếc Joy. Chiếc này là chiếc này Active 1 Plus RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 2.700.000. Số 16.
2.700.000 đồng. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Đức Cùn TV và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Và còn rất là nhiều sản phẩm Oppo, Samsung, iPhone ở phía đằng sau kia. Các bạn nào có thể thấy thì các bạn có thể inbox mình. Cả Neo 9 này, đây Z7 Pro vỏ hơi xấu cũng chưa đến giá chưa đến 2 triệu này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.